nhặt ra là phải từ như này trở lên thì làm gì nó cũng mới bền mà sơn da nó không bị tràn mọi người ơi mà cách nhặt ra này siêu nhanh nhá đầu mài mới đây mọi người ơi đầu mài khóe mới phiên bản nâng cấp của cái bản màu vạch xanh cũ của nhà em cái này thì chất lượng khác và hình dáng khác nha mọi người cái này mọi người vẫn cầm vào đi như đầu mài khóe bình thường thôi hơi nghiêng đầu mài một chút và đi từ cạnh khóe sang đi ở phần chân móng và chúng ta có thể mài thêm ở hai phần cạnh móng nữa đây là đầu mài thảo đang để số là khoảng tầm 12 nha mọi người tại vì cái đầu này nó mịn hơn cái đầu cũ đấy đấy không chỉ đi chân móng này đi bên cạnh nữa này đánh bay hết da chết ở đây nên khi khi mọi người sơn cả hai bên cạnh cũng không lo bị tràn nữa nhé đầu mài này thiết kế khác nên là khi mọi người đi ý, nếu như những ai mà mới học dùng đầu mài hay mới cầm đầu mài này về ý, thì mọi người không lo cái vấn đề bị hằn vệt trên móng khách nhé tại vì cái đầu mài kia thì mọi người không biết đi thì nó có thể bị hằn còn đầu này ý, không biết đi nó cũng không để lại vết hằn gì đâu nha cứ từ từ mọi người làm quen thôi còn dùng cầm một phát là biết điều này sướng hơn luôn vậy thì mới là phiên bản nâng cấp ấy mọi người ơi sau khi mà đi đầu khóe xong thì mình sẽ nhặt ra nhé mọi người lúc này, này cái việc là đẩy ra chết này đánh bay cái da trong này thì là cái việc mà đầu mài đã làm hết rồi lúc này là chỉ còn mỗi cái da ngoài ra ngoài là cái da mà mình nhìn thấy ở đây này thì bắt đầu mình chỉ cần nhặt đúng cái da đi thôi đó mình sử dụng cái kìm phù hợp thế là mình cứ nhặt đi thôi sau đấy thì chúng ta sẽ sơn gel hay làm gì nó cũng được sạch tại vì là phần da trong nó được đánh bay hết rồi Nếu như sơn gel, đắp gel bị tràn, bị lip thì chỉ có một nguyên nhân là cái phần chân móng của mọi người nó còn da chết, nó còn nhôm nhoam, nó còn lợn cợn, nó còn sần ở chân móng ấy Đây mọi người thấy không? Cả cạnh móng và cả chân móng đều sạch này Dùng được một con đầu mài mà da như thế này ấy, thì vừa tiết kiệm thời gian cho mọi người nhá và vừa sạch vừa chất lượng thì với giá thành này là quá rẻ cho một cuộc tình luôn vì cái đầu mài này nhà Thảo vẫn còn rất nhiều chương trình quà tặng cho mọi người nhé nên các chị uh, có thể tham khảo ở bên dưới giỏ hàng ở link bên dưới nhé cái đầu mài Thảo đã test lâu rồi và thấy nó thật sự ok Thảo mới nhập nha mọi người hàng mới về nha dùng cái này mọi người cứ xem là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nhé không phải chỉ là cái thời gian nhặt, nhặt ra đâu mà còn cả thời gian sơn gel nữa bây giờ sơn bị tràn lau đi lau lại sửa đi sửa lại ấy nó cũng đã tốn thêm thời gian rồi nên là dùng cái này tiết kiệm cho thời gian toàn bộ cả bộ móng của mọi người luôn nha trời ơi nói tóm lại là phê phê trời ơi thích quá đi